Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái cặp kèn cực kỳ khủng và hàng gấu của JBL, hàng mỹ xịn nha anh em nha. Đây thì em sưu tầm cặp này về rất là đẹp luôn anh em, và đặc biệt cái cặp này nó về nó có luôn cả cái họng ha. Cặp này về nó có luôn cái chân nè, cái chân để anh em mình để trên nóc thùng lo nè ha. Và họng là họng composite nha, họng composite, họng này rất là hiếm nha anh em. Đó. Và đây là một cái cặp cũ của JBL nha, cặp cũ JBL của model là 2445Z. Ha thì cái cặp cũ này em đang lắp là nó một bên anh em đó, còn em mình muốn quay cái chữ nó xéo qua đây cho hai cái nó vô cặp á ha. Đó, anh có nhiều anh em mình thích là để một bên như thế này, còn nhiều anh em mình thích là cái bên đây nó quay vô, cái bên đây nó cũng sẽ quay vô luôn, thì anh em mình có thể tháo bốn ốc dưới này ra ha, tháo bốn ốc dưới này ra để mà quay lại cũng được nha. Đó, thì em thích lắp một hướng vậy thì em lắp ha. Thì cái cặp kèn này cặp kèn 16 ohm nha anh em nha, 16 ohm của JBL, hàng mỹ xịn, em bao zin nguyên bản hoạt động tốt cho anh em mình nha. Đó, diaphragm là em bao zin hoạt động tốt ha. Đây cũ sơn si đồ rất là đẹp nha anh em. Đó, đây thì cái cặp này ha, cái cặp này là đồng một cặp của nó luôn anh em nha. Đó, cặp này lúc về người ta lựa chọn ra nè, đó 1224 ha, còn cái đây là 1225 nha. Những cái dòng này thì sẽ không có trùng số đâu anh em nha, nó sẽ không có trùng số đâu. Đây tại hàng xịn thì nó sẽ có những cái số khác nhau ha. Đó, thì khi mà người ta lựa ra thì người ta sẽ dán hai cái tem nhỏ như thế này nó. Đây thì những cái tem này dán mấy chục năm rồi anh em, những cái tem giấy này không gỡ ra được đâu nha, nó khả năng gỡ ra sẽ gắt giấy anh em ạ ha, còn nguyên luôn, rất là đẹp ha. Cọc lo nè, đó anh em mình thấy ha, đây cũ lo đây ha, cũ này là cũ ha, cái cũ này từ 220 anh em, to bằng cái lo bát 4 tấc 5 tấc luôn, cũ từ 220 con 100. Cái cặp này nặng hơn 30 kg nha anh em nha, cả cũ cả họng nặng hơn 30 kg nha. Đây hơn 30 kg một cái cặp kèn này, rất là khủng, rất là gấu nha anh em. Đó, cặp kèn này cực kỳ khủng luôn, và đặc biệt cái cặp này về nó có luôn cái cặp họng anh em ạ nha. Cặp họng này rất là cứng nha. Đó, cặp họng này họng composite, họng 2 inch nha. Thì những cái họng 2 inch trên thị trường họng mũ thôi là đã rất là hiếm rồi anh em, kiếm nó rất là khó rồi, và đặc biệt là cái họng composite như thế này thì cực kỳ hiếm nha anh em nha, không phải là hiếm nữa mà cực kỳ hiếm nha. Đó, và nó về nó có luôn hai cái chân để mà anh em mình có thể để ngoài đây, hai chân này anh em mình cũng có thể bắt ốc cho nó cố định luôn, hoặc là anh em mình cứ để cho ở phía trên thôi là cũng sẽ cân rồi nha. Cái chân này anh em mình cứ để không vậy nó cũng sẽ cân ha, nhưng mà cái họng nó sẽ hở lên một tí xíu, tại vì nó chỉ chịu lực của cái cũ và cái chân này thôi nha. Đó, còn anh em mình muốn bắt ốc luôn thì bắt nha, đây nó có thiết kế lõm ốc nên anh em mình có thể bắt cố định luôn. Đó, hoặc là anh em mình có thể lắp thùng gì cũng được nha. Đó, lắp thùng thì nó cũng sẽ có cái này để nó kê bên trong thùng cho anh em mình luôn, rất là tiện lợi nha. Đó, cặp này rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp anh em mình nhìn tổng thể hai cặp cũ kèn nè, rất mới rất đẹp luôn ha, được sản xuất mấy chục năm rồi nhưng mà cực kỳ mới và cực kỳ đẹp nha. Những cặp kèn này là hàng em tuyển nha anh em nha, hàng em tuyển gửi từng cặp gửi về. Đó, rất là đẹp ha, 2445Z 16 ohm ha. Thì những cái dòng này anh em mình chơi thì cứ yên tâm về chất âm nha, anh em mình chơi tới những dòng kèn này rồi thì đừng có quan tâm về chất âm nữa, những cái dòng kèn này chất âm rất là tuyệt vời, anh em mình mua những cặp kèn này chơi thì rất là đáng tiền nha. Đó, cái này anh em mình có thể chơi tuy là nó cũng 220 con 100 nhưng mà những cái dòng này độ nhạy cao ha, độ nhạy rất là cao, anh em mình có thể đánh amply hoặc là men đẩy gia đình đều được nha, anh em mình đừng có lo. Những con kèn này anh em mình chơi những con amply ra tiếng gần rất là hay ha, những con này độ nhạy rất là cao anh em, không cần những cái cục đẩy công suất quá lớn đâu, anh em mình sử dụng những con amply chơi gia đình ha, những con amply karaoke gia đình hoặc là những men đẩy gia đình thôi là chơi tẹt ga cặp này ok rồi nha. Đó, đây em quay tổng quan cái cũ lại cho anh em mình xem nha. Tại cặp này thì nó rất là nặng anh em, cho nên là em sẽ quay cái đít lo cho anh em mình xem trước ha, sau đó thì em sẽ lật lại mặt trước. Đó, chứ em không có lật tới lật luôn nhiều anh em, lật không nổi đâu, rất là nặng, hơn 30 kg cặp này lận anh em ạ nha. Đó, đây anh em mình xem lại tổng thể cái họng kèn ha, quay ngược cái chiều kia để cho anh em mình xem cái họng kèn ở bên đây nó bị vướng cái này khó xem. Đây anh em mình xem ha, họng kèn đây. Đó, nhìn họng kèn là kết liền anh em ạ, họng này rất là chắc nha, họng này rất là cứng luôn nha anh em nha, họng này là họng composite ha, nó họ đang từ những cái sợi lại với nhau, nhìn nó phía này anh em mình nhìn nó vậy thôi chứ cái họng kèn là nó sẽ láng nha, họ sẽ xử lý láng nha anh em, nó chỉ sần sùi ở mặt sau thôi. Đó, cái này anh em mình chơi thì nhìn thấy cái họng kèn này thì rất là ưng ý ha. Đó, em nhìn họng kèn này em cũng rất là kết luôn, cái họng này là họng 2 inch nha, rất là hiếm nha anh em. Đó, họng nhựa thôi đã hiếm rồi, họng này họng 2 inch cực kỳ hiếm luôn. Đó, và bây giờ thì em sẽ lật lại cho anh em mình cùng xem cái họng kèn ha. Và đây thì em đã quay ra mặt trước rồi và cũng đã câu sẵn dây cho anh em mình để một tí nữa em test đoạn nhạc cho anh em mình nghe cho nó vui tai ha, thì anh em mình nghe thực tế nó vẫn hay hơn. Đó, thì cái cặp kèn này có đường kính họng nha, cái đường kính chiều sâu á ha. Đó,
đường kính chiều sâu cả cũ luôn á, là 43 phân nha anh em nha, rất là lớn nha. Và chiều ngang của họng ha, chiều ngang của họng là 40 cm nha anh em. À, anh em mình nhìn thấy qua màn ảnh nó nhỏ vậy thôi chứ nó rất là to, nhìn thực tế rất là to nha. Tại quay qua anh em mình nhìn điện thoại thì nhìn nó nhỏ vậy chứ chiều ngang của nó một cái kèn này á là nó 40 phân đó anh em ha. À, thì còn cái chiều cao ha, chiều cao của kèn là 25 phân nha. À, đây chiều cao của kèn nè ha, à, là 25 cm nha. Anh em mình nhìn qua điện thoại thấy nó nhỏ xíu đúng không? Nhưng mà thật sự cái kích thước thực của nó rất là to, rất là khủng anh em ạ. À, thì cái cặp kèn này thì nó có cái tần số ha, con này có tần số là từ 500 ha, nó cắt từ 500 cho tới 20.000. Anh em mình về có thể chơi vừa trung vừa chép, hoặc là anh em mình chơi trung ha, tiếng trung cũng rất là tốt. Nhưng mà kèn này thì anh em mình phải nên chơi những cái phân tần hai đường tiếng ha, đó, để mà lấy cái tiếng trung cao và tiếng trép thì nghe rất là phê. Đó, nó cắt từ 500 là tiếng trung nó cũng khá là nhiều, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào anh em mình cắt tụ bao nhiêu nha. Đó, thì anh em mình cắt tụ càng nhỏ thì cái tiếng chép nó càng nhuyễn, nó càng hay ha, và tiếng lời nó nhỏ lại. Thì từ 500 cho tới 20.000 là một cái dãy tần rất là rộng trên cái cặp kèn này. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình nghe một đoạn nhạc nha. Kèn này tiếng không chê vào đâu được nha anh em. Kèn JB thì tiếng rất là tuyệt vời. Đối với dòng kèn này thì anh em mình chơi thoải mái nha, chơi không gian rộng, hoặc anh em mình có những cái nhà không gian rộng anh em mình chơi hoài, chơi ngoài trời gì cũng đều được nha. Tiếng quá phê anh em ạ. Cái chân này nếu như mà anh em mình không có kê á, anh em mình không có kê ở dưới cái cổ á, thì cái họng nó sẽ ngửa lên tí nha. Cái họng nó sẽ ngửa hơn một tí. Còn cái này em có kê nha. Anh em mình về á, cái chân này rất là tiện lợi luôn. Anh em mình muốn cái họng nó làm sao thì anh em mình kê ở dưới cái cổ một miếng ha. Ở em đang kê lên tầm 2 phân mấy á anh em ha, em kê lên tầm hơn tầm 2 phân á, 2 phân mấy gì đó. Thì anh em nếu mà anh em mình không kê á thì anh em mình để cái chân này với cái cũ không á thì cái họng nó sẽ ngửa lên nữa nha, cái họng nó sẽ ngửa lên tí nữa. Tại vì cái cũ nó quá nặng anh em nha, cái cũ nó quá nặng cho nên là anh em mình phải kê hỗ trợ cái cũ một tí nha. Và anh em mình kê cao thấp gì thì cái họng nó sẽ di chuyển lên xuống theo. Rồi em nhỏ âm lượng lại tí ha, tiếng rất là phê anh em nha. Đây anh em, họng đây là họng composite nha, họng 2 inch ha, là cái lỗ họng ngay chỗ này nè là nó 5 cm á, 2 inch là 5 cm anh em. Thì cái họng 5 cm nè là 2 inch, là cái họng này trên thị trường nó rất là hiếm nha. Họng 1 inch thì nó có nhiều anh em. Cái họng 2 inch này, họng nhựa nó đã hiếm rồi anh em nha. Họng nhựa đã hiếm rồi. Và cái họng composite này nó rất là hiếm luôn. Nhưng mà cặp này em về rất là may mắn, nó có luôn cả cái họng này và cái chân luôn ha, và cái cặp cũ luôn. Nói chung trọn bộ này rất là đẹp. Anh em mình mua về trưng bày và chơi ha, chơi hay bài đẹp nha anh em nha. Đó. Nói chung cái dòng kèn này thì từ 220 còn 100, nặng hơn 30 kg ha. Đó. Này đóng gói rồi thì khá là nặng luôn nha. Này thì 30 hình như là 32 kg cặp cũ này anh em ha, cặp cũ và họng này chưa có đóng gói á. Cái này mà anh em mình mua hàng á thì em sẽ gói cái họng riêng nha, họng và chân em sẽ cho vô một cái thùng xốp em gói riêng ha, và cái cặp cũ này á là em sẽ cho vô một cái thùng xốp nữa em sẽ gói riêng, là tổng là em sẽ gói cho anh em mình là 2 thùng nha. Nếu anh em mình mua cặp kèn này em sẽ gói là 2 thùng ha, về anh em mình chịu khó ha, anh em mình chịu khó lắp lại cái họng giùm em nha. Đó, vì vậy thì nó sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối tới tay anh em mình luôn ha, không có anh em mình không có lo sợ về khâu đóng gói nha. Nói chung anh em đóng gói rất là kỹ, anh em mình cứ yên tâm về khâu vận chuyển và đóng gói. Thì cái cặp cũ này thì nó sẽ còn cái ron cao su bảo vệ ha, rất là an toàn khi vận chuyển luôn, anh em mình cứ yên tâm. Đó,
thì cái cặp kèn CBL này ha, đó, CBL này thì tình trạng là nguyên sim nguyên bản nha, nguyên sim nguyên bản hoạt động tốt ha. Đây cặp củ kèn CBL 2445C nha, 2445C đó, 16 ohm nha anh em. Đây 2445C 16 ohm, em đang test qua có con tụ à, này về anh em mình thói ghép anh em mình chơi ha. Đó rồi, cặp kèn này thì cả cũ ha, cả cũ và họng combo xít và chân đầy đủ như trên video. Thì cặp kèn này giá là 17,2 triệu nha anh em nha, giá là 17,2 triệu nha. Đây là họng combo xít nha anh em mình, chơi ngon họng nhựa rất là nhiều ha. Họng này thì rất là hiếm nha anh em, họng 2 inch cực kỳ hiếm luôn, hầu như trên thị trường kiếm không ra đâu anh em. Vậy may mắn về được cặp này, không biết có về thêm được cặp nữa hay không anh em ạ, rất là hiếm nha. Anh em mình có nhu cầu cặp này thì liên hệ với em nha. Và giá cặp kèn CBL 2445G này ha, đó, thì giá là 17,2 triệu nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Rồi thì bây giờ em xin được kết thúc clip nha. Em xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.